xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình bắt một con gà, đây gà nhà mình nuôi. Mình sẽ nấu một món ăn rất là độc lạ. Thường thường là mọi người nấu gà mới gừng, nhưng riêng nhà mình thì chuyên nấu gà mới riềng. Ăn rất là ngon, ngon hơn ăn nấu gà mới gừng nhiều. Bạn nào mà chưa nấu kiểu này, hôm nào các bạn cứ thử mà xem. Nấu ăn ngon, thơm mà ngon hơn nấu thịt gà mới gừng nhiều. Lấy cho bát muối đây nào. Lấy cho bát phết hết cái muối đem đây. Xong rồi đem cái riềng rửa đi. Bỏ dã đi. Con đem riềng con rửa đi, rửa cả cái quỳ tí bố gã ra, rửa cả cái cối đi, cắt một cái to này à? Lấy cả củ đấy, con rửa sạch quá, xem nó bằng cái nồi nào, nồi nào sợ con này nó to đấy. Con vào lấy bố cái rổ đấy. Mọi người này, mình đã bóp muối sạch sẽ rồi nhé. Bây giờ là chỉ có mổ ra rồi chặt cho vào nồi bóp mấy nước riềng thôi mọi người ạ. Oh,
Mọi người này, riềng mình giã xong rồi, bây giờ là tẩm ướp thôi mọi người nhé. Mọi người nhớ cho một tí bã này vào nhé. Cho ít thôi, cho nó thơm. Đây nước mắm này mọi người này. Đã xong rồi mọi người này, bây giờ chỉ còn việc nấu thôi mọi người ạ. Mọi người nhớ cho tí rượu trắng vào nhé. Bây giờ cho lên nấu mọi người. Sắp chín rồi cả nhà ơi. Đấy thơm nhức mũi. Mọi người cứ nấu theo kiểu này xem, ăn thử xem một lần xem nó ngon không nhá. Món này là món gọi là gà rang mấy riềng. Ăn rất ngon, ngon hơn là gà rang mấy gừng. Đấy là cảm nhận riêng của mình. Nhưng mà nhà mình thì ai cũng thích gà rang mấy riềng. Đậy vung vào đi, hầm một tí nữa là chín. Mở ra xem chín chưa. Ui giời, chín rồi mọi người ơi. Chín rồi. Đấy, ngon chưa cả nhà ơi. Thơm lắm. Bây giờ đơm ra đĩa thôi, thưởng thức thôi. Đây bây giờ mình đơm ra đĩa để thưởng thức thôi. Gia đình nhà mình mời tất cả mọi người ăn cùng với gia đình nhà mình nhá.